Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Giá trị đội hình giảm thê thảm của MU. Manchester United chính thức chiêu mộ Mbappe. MU gia hạn hợp đồng với Lisandro Martinez. Ten Hag quyết định giao bán Antony. Giá trị đội hình giảm thê thảm của Man United. Một nghiên cứu mới đây cho thấy trong đội hình MU chỉ có 5 cầu thủ trị giá hơn 40 triệu euro, tức khoảng 34 triệu bảng. Huấn luyện viên Erik Ten Hag có những kế hoạch đầy tham vọng cho mùa giải tới. Với những mối quan tâm dành cho các mục tiêu khủng như Harry Kane, Randal Kolo Muani hay Victor Osimhen. Tuy nhiên theo tờ The Atlantic thì ngân sách cho kỳ chuyển nhượng mùa hè của MU sẽ rơi vào khoảng 100 triệu bảng. Thậm chí con số đó cũng có thể bị giảm đi nếu như câu lạc bộ không đủ điều kiện tham dự Champions League mùa giải sau. Do đó, các quy định của luật công bằng tài chính FFP quy định hạn mức chi tiêu của một câu lạc bộ phụ thuộc vào doanh thu mà họ tạo ra. MU kiếm được ít tiền hơn so chỉ thi đấu tại Europa League nên chỉ được còn ít hơn cho chuyển nhượng. Ngoài ra, ngân sách chuyển nhượng của MU cũng sẽ bao gồm số tiền thu được thông qua việc bán cầu thủ. Nhưng đội hình hiện tại của đội chủ sân Old Trafford có giá trị như thế nào? Theo một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu bóng đá quốc tế, MU hiện chi có 5 cầu thủ giá trị hơn 40 triệu euro, tức khoảng 34 triệu bảng. Marco Rashford, người đang có mùa giải hiệu quả nhất trong sự nghiệp ghi 29 bàn và 11 pha kiến tạo trên mọi đấu trường, là cầu thủ giá trị nhất với 100 triệu euro, 87 triệu bảng. Bruno và Antony là những cầu thủ có giá trị tiếp theo của Quỷ Đỏ. Bất chấp mùa giải đầu tiên không mấy thành công của cầu thủ người Brazil, cả hai đều có giá ước tính 80 triệu euro. Lisandro Martinez, người đã có mùa giải đầu tiên thành công tại Old Trafford, và Jadon Sancho là những cầu thủ giá trị tiếp theo của Man United, cũng có giá 60 triệu euro. Sancho, người phải vật lộn để tìm kiếm sự ổn định ở Man United kể từ khi chuyển đến với mức giá ngất ngưỡng 72 triệu bảng hồi năm 2021. Anh đang nằm trong số các cầu thủ sẽ phải ra đi vào mùa hè này. Phần còn lại của đội đều có giá trị dưới 40 triệu euro. Trong đó thì Scott McTominay và Luke Shaw có giá trị 30 triệu euro. Hai cầu thủ hứng chịu nhiều chỉ trích thời gian qua là Harry Maguire và David De Gea cũng có giá trị 20 triệu euro, bất chấp việc thủ quân của Quỷ Đỏ từng tiêu tốn chính sách chuyển nhượng khoảng 80 triệu bảng hồi năm 2019. Man United chính thức chiêu mộ Mbappe. Theo Daily Express, Quỷ Đỏ thành Manchester sẽ theo đuổi sát sao cầu thủ người Pháp nếu như đội bóng có được sự thâu tóm đến từ ông chủ tỷ phú Qatar cho chiếc chủ tịch đội bóng. Nhà báo Dean Jones đã chia sẻ quan điểm của mình về việc Man United đang rất quan tâm đến siêu sao của PSG, Kylian Mbappe. Ngoài ra, Eduardo Camavinga và Kingsley Coman cũng nằm trong danh sách rút gọn của Quỷ Đỏ cho mùa giải sau. Tuy nhiên, Jones cho rằng việc chuyển nhượng Mbappe vào mùa hè này là không hợp lý cho đội bóng đang chơi tại Premier League. Trên Give Me Sport, Jones nói, đó là ba cái tên cầu thủ tấn công rất lớn, nhưng thậm chí chỉ riêng việc đưa Mbappe đến Man United đã tốn một số tiền khổng lồ. Và bạn sẽ phải thuyết phục cậu ấy về một viễn cảnh tươi sáng khi rời PSG để đến Man United. Tôi biết rằng Man Đỏ tham vọng, nhưng với những thông tin khác mà tôi nghe về kế hoạch của họ cho mùa hè, điều này là không hợp lý. Xét về tình hình của Quỷ Đỏ hiện tại, họ cũng chỉ là một mớ rác hỗn độn như PSG và Mbappe sẽ không mời đời nào chịu đến đây dù nhận rất nhiều tiền. Theo tờ Bild, Man Đỏ sẽ theo đuổi Kylian Mbappe nếu như Jassim Antony thực hiện sự thâu tóm tại đội bóng này. Tiền bạc không bao giờ là vấn đề lớn với những tỷ phú người Qatar. Họ muốn đội bóng của mình phải là số 1. Tuy nhiên, tập đoàn Anaes của Sir Jim Ratcliffe là một đối thủ lớn và sắp tới sẽ có cuộc họp với gia đình Glazer về vụ thâu tóm Man United. Anaes đang là ứng viên hàng đầu cho việc này. Trong khi đó, Kylian Mbappe của PSG hiện đang là tài năng nổi bật nhất trong màu áo bóng đá thế giới. Bất cứ đội bóng nào bao gồm cả Manchester United đều muốn có anh trong đội hình của mình. Nhưng cái chính là việc chi trả những mức lương và tiền thưởng khổng lồ cho Mbappe thì lại là một câu chuyện khác. Hơn nữa, có tin đồn rằng Real Madrid đã tái khởi động sự quan tâm đến Mbappe. Điều này có thể làm giảm khả năng Manchester United chiêu mộ cầu thủ vốn có thiện cảm với đội bóng của Tây Ban Nha hơn. Năm ngoái, Mbappe cứ ngỡ sẽ gia nhập Real Madrid nhưng giờ chót, tiền đạo người Pháp quay xe ký hợp đồng tại PSG thêm 3 năm nữa với mức lương cao nhất và quyền lực trao tay tối thượng hơn cả đàn anh siêu sao Messi. Nhưng nếu như Mbappe gia nhập Man United trong tương lai gần sẽ trở thành một sự kiện to lớn cho Quỷ Đỏ. Người ta tưởng tượng việc ngôi sao Mbappe làm đồng đội với Marco Rashford trên hàng công là một cơn mơ thành hiện thực đối với các cổ động viên và là một thách thức đáng sợ đối với chủ nhà. MU gia hạn hợp đồng với Lisandro Martinez. Manchester United muốn thưởng cho Lisandro Martinez một bản hợp đồng mới sau khi cầu thủ này đã chơi tốt trong mùa giải đầu tiên tại câu lạc bộ. Man Đỏ đã thông báo với người đại diện Lisandro Martinez về mong muốn gia hạn hợp đồng hiện tại. Cầu thủ người Argentina đang dính chấn thương và sẽ vắng mặt trong phần còn lại của cả mùa bóng. Những cuộc thảo luận ban đầu đã được tổ chức về để xác định những điều khoản mới. Tuy vậy, một lời đề nghị có lẽ chưa được đưa ra cho tới khi việc chuyển nhượng câu lạc bộ chưa được hoàn tất.
Lisandro đã có một mùa giải bùng nổ ở Man United. Anh là bàn hợp đồng đầu tiên của huấn luyện viên Ten Hag ở màn đỏ hè năm ngoái. Và bây giờ thì trung vệ người Argentina đang được đề cử là cầu thủ xuất sắc nhất năm của câu lạc bộ. Martinez được cho là rất vui mừng với những đóng góp của mình trong mùa giải đầu tiên tại Old Trafford. Anh đã vượt qua những chỉ trích trong giai đoạn đầu tiên kể từ khi cập bến MU từ Ajax. Hiện tại MU vẫn còn 4 trận đấu phải lưu tâm, thầy trò Ten Hag sẽ đụng độ Bournemouth, Chelsea và Fulham tại Premier League. Họ cần thắng 2 trên 3 trận đấu này để chắc chắn về đích trong top 4. Sau đó, họ sẽ hướng đến việc ngáng chân của Man City ở trận chung kết FA Cup diễn ra tại Wembley đầu tháng 6. Ten Hag quyết định giao bán Antony. Theo như thông tin từ Fichajes, ngôi sao người Brazil có nguy cơ sẽ bị giao bán vào mùa hè tới đây. Mùa hè trước, Manchester United đã làm mọi cách có thể để giúp huấn luyện viên Erik Ten Hag tái hợp với Antony. Sau cùng, họ cũng đã thành công khi đưa chân sút người Brazil đến với Old Trafford. Thông qua một thương vụ có giá gần 100 triệu euro, thì nhưng rốt cuộc, Antony lại được đánh giá là một bản hợp đồng không thành công của Man United. Sau tổng cộng 42 lần ra sân trên mọi đấu trường, anh đã có cho mình 8 bàn thắng và 3 pha kiến tạo. Đây là một thông số không quá tệ, nhưng xét đến mức phí mà màn đỏ đã bỏ ra thì rõ ràng Antony đã gây thất vọng lớn. Vì vậy, theo tiết lộ từ Fichajes, màn đỏ đã mở lối thoát hiểm cho Antony và sẵn sàng chia tay ngôi sao người Brazil vào mùa hè tới. Báo cáo trên cho biết thêm, đội chủ sân Old Trafford cũng chấp nhận bán đi Antony cho một câu lạc bộ tại Premier League. Vẫn chưa rõ các xác thực của thông tin mà Fichajes công bố, nhưng xét trên tình hình thực tế, rõ ràng là viễn cảnh Quỷ Đỏ giao bán Antony chỉ sau một mùa giải là rất khó có khả năng xảy ra. Giá trị đội hình giảm thê thảm của Man United. Một nghiên cứu mới đây cho thấy trong đội hình MU chỉ có 5 cầu thủ trị giá hơn 40 triệu euro, tức khoảng 34 triệu bảng. Huấn luyện viên Erik Ten Hag có những kế hoạch đầy tham vọng cho mùa giải tới. Với những mối quan tâm dành cho các mục tiêu khủng như Harry Kane, Randal Kolo Muani hay Victor Osimhen. Tuy nhiên theo tờ The Atlantic thì ngân sách cho kỳ chuyển nhượng mùa hè của MU sẽ rơi vào khoảng 100 triệu bảng. Thậm chí con số đó cũng có thể bị giảm đi nếu như câu lạc bộ không đủ điều kiện tham dự Champions League mùa giải sau. Do đó, các quy định của luật công bằng tài chính FFP quy định hạn mức chi tiêu của một câu lạc bộ phụ thuộc vào doanh thu mà họ tạo ra. MU kiếm được ít tiền hơn so chỉ thi đấu tại Europa League nên chỉ được còn ít hơn cho chuyển nhượng. Ngoài ra, ngân sách chuyển nhượng của MU cũng sẽ bao gồm số tiền thu được thông qua việc bán cầu thủ. Nhưng đội hình hiện tại của đội chủ sân Old Trafford có giá trị như thế nào? Theo một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu bóng đá quốc tế, MU hiện chi có 5 cầu thủ giá trị hơn 40 triệu euro, tức khoảng 34 triệu bảng. Marcus Rashford, người đang có mùa giải hiệu quả nhất trong sự nghiệp ghi 29 bàn và 11 pha kiến tạo trên mọi đấu trường, là cầu thủ giá trị nhất với 100 triệu euro, 87 triệu bảng. Bruno và Antony là những cầu thủ có giá trị tiếp theo của Quỷ Đỏ. Bất chấp mùa giải đầu tiên không mấy thành công của cầu thủ người Brazil, cả hai đều có giá ước tính 80 triệu euro. Lisandro Martinez, người đã có mùa giải đầu tiên thành công tại Old Trafford, và Jadon Sancho là những cầu thủ giá trị tiếp theo của Man United, cũng có giá 60 triệu euro. Sancho, người phải vật lộn để tìm kiếm sự ổn định ở Man United kể từ khi chuyển đến với mức giá ngất ngưỡng 72 triệu bảng hồi năm 2021. Anh đang nằm trong số các cầu thủ sẽ phải ra đi vào mùa hè này. Phần còn lại của đội đều có giá trị dưới 40 triệu euro, trong đó thì Scott McTominay và Luke Shaw có giá trị 30 triệu euro. Hai cầu thủ hứng chịu nhiều chỉ trích thời gian qua là Harry Maguire và David De Gea cũng có giá trị 20 triệu euro, bất chấp việc thủ quân của Quỷ Đỏ từng tiêu tốn chính sách chuyển nhượng khoảng 80 triệu bảng hồi năm 2019.